tứ trụ BBT là 4 trung tâm gym thương hiệu THOL triệu đô được Duy Nguyễn sáng lập, nằm ở 4 hướng cửa ngõ của Sài Gòn, kinh đô thể hình của Việt Nam. Công thành, chiếm đất, định giang sơn, đoạt mỹ nữ tưởng chừng chỉ có ở những bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Sở, Tranh Hùng. Thế nhưng, thế kỷ 21 nó lại được Diêm Chúa Duy Nguyễn tái hiện lại trong bức tranh đấu đá hiện đại của ngành gym. Có thể nói, Duy Nguyễn là cha đẻ của mô hình kinh doanh gym quái dị, không giống bất kỳ một đối thủ nào. Mua đất, xây đài và nhập thiết bị gym Mỹ triệu đô về Việt Nam, tạo thành một đế chế THOL Gym, thể hình phục vụ cuộc sống, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hướng đi khá chậm nhưng lại rất chắc so với huy động vốn ồ ạt thuê trung tâm thương mại, nhân rộng thương hiệu của các đối thủ thường thấy trên thị trường. Một trụ BBT, tức là một pháo đài bất động sản, đồng nghĩa với một trung tâm gym hoành tráng, khiến người khác thán phục, nhiều kẻ phải ghen tị. Tứ trụ BBT nằm ở các hướng Đông Tây Nam Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị phát triển và năng động nhất Việt Nam. Mỗi trung tâm có một tầm nhìn và sứ mệnh khác nhau trong chiến lược chung của BBT. Mỗi trụ BBT đều được đích thân Duy Nguyễn chọn đất, đào hầm và xây dựng chỉn chu hạ tầng, như sự cam kết gym là sự nghiệp cả đời, thành còn, lý tưởng còn, thành mất, lý tưởng cũng phôi phai. Với kết cấu vững chắc khủng khiếp, chúng được ví như những pháo đài bất khả chiến bại trong sự nghiệp trăm năm, chứ không đơn giản là những ngôi nhà dân sinh bình thường. Thể hiện sự nghiêm túc, lời cam kết dài lâu với khách hàng về một tham vọng thật sự trong đế chế kinh doanh, sự khác biệt so với những bản hợp đồng thuê năm cho đến 10 năm như mô hình kinh doanh gym truyền thống. Tứ trụ Sài Gòn là một cách chơi chữ đầy ngạo nghễ của gym chúa Duy Nguyễn. Và thiết nghĩ đó cũng là một chữ nhất đời gym mà Duy Nguyễn dùng cả tuổi trẻ để phấn đấu và khẳng định hoài bão của mình qua hai câu thơ. Đôi tay gymmer đâu chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang chữ nhất. Tứ trụ BBT tham gia thị trường ngoài việc khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành supplement, còn khiến bao gymmer ngỡ ngàng với sự đầu tư khủng khiếp về mặt thiết bị hạ tầng. Thiết bị gym triệu đô với thời gian thu hồi vốn khá lâu khiến BBT vừa độc lạ trong một hệ sinh thái rất riêng và khép kín hoàn chỉnh duy nhất ở Việt Nam. Trung tâm gym phân tầng, máy tập Mỹ high-end 100% phục vụ khách hàng tập luyện, đào tạo THOL Academy, giáo án thể hình từ cơ bản cho đến nâng cao và luôn được điều hành bởi một người thuyền trưởng tràn đầy nhiệt huyết với gym. Vị CEO trẻ tuổi, thành công đại diện cho thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới và hòa nhập quốc tế, mang sức khỏe và nhận thức sự quan trọng của gym dành cho đời sống đến với mọi người. Duy Nguyễn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.